Thưa bà con, tôm càng xanh là một loài giáp xác sinh trưởng tốt ở trong môi trường nước lợ. Tôm càng xanh thì rất dễ nuôi, nhanh lớn, ít dịch bệnh và giá trị dinh dưỡng thì không thua kém gì so với tôm thẻ chân trắng hay là tôm sú. Trong quá trình sinh trưởng thì giữa tôm cái và tôm đực gần như là giống nhau, chỉ đến khi đạt kích cỡ là từ 30 cho đến 35 đến 40 gram thì tôm đực sẽ phát triển nhanh hơn và đạt trọng lượng gấp đôi so với cùng thời gian nuôi đối với tôm cái. Và tôm đực có kích cỡ đồng đều, thịt thơm ngon, giá tôm thương phẩm dao động từ 200 cho đến 400 nghìn đồng 1 kg tùy vào kích cỡ thu hoạch. Do đó, hiện nay tại nhiều địa phương thì mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực đã được áp dụng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Những con tôm càng xanh này mới được 130 ngày tuổi. Trọng lượng của chúng đạt khoảng 25 con 1 kg. Thế nhưng thông thường, để tôm càng xanh đạt trọng lượng này, người ta phải nuôi khoảng 150 đến 160 ngày. Lý do là tại ao nuôi này, anh Nguyễn Hữu Sơn chỉ thả nuôi toàn tôm càng xanh giống đực. Nếu mà nuôi cả đực cả cái thì cái tỷ lệ cái con cái nó sẽ chậm, cái năng suất trọng lượng của con cái nó sẽ bị thấp đi. Thì nó sẽ xảy ra cái lúc mà giai đoạn nó sinh sản mà thì nó sẽ bị con tôm cái nó sẽ chậm lớn hơn. Tôm càng xanh là loài thủy sản thích hợp với môi trường nước ngọt nhưng được thuần hóa đưa về nuôi ở vùng nước lợ và sinh trưởng tốt. Ưu điểm vượt trội của tôm càng xanh so với tôm sú, tôm thẻ chân trắng là dễ nuôi, mau lớn, ít bị dịch bệnh và thích ứng nhanh với môi trường nguồn nước. Đối với tôm càng xanh, sinh trưởng của tôm đực và tôm cái gần như nhau cho tới khi đạt kích cỡ 30 đến 40 gram. Kể từ khi đạt được kích cỡ này, tôm đực lớn nhanh hơn tôm cái và đạt trọng lượng cơ thể gấp đôi tôm cái trong thời gian nuôi. Khi mà con cái trong quần đàn mà nó phát triển thì đến một thời gian nhất định thì nó sẽ ôm trứng và cái dinh dưỡng của con cái nó sẽ không dành cho sự phát triển mà nó sẽ dành một phần cho cái việc phát triển cái buồng trứng. Đây là lý do mà từ đầu năm 2018, Trung tâm Giống Thủy sản Hà Nội đã triển khai xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh đực trên địa bàn thành phố. Sau khi khảo sát, nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng cũng như môi trường nước tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức phù hợp với con tôm càng xanh, nên đã quyết định xây dựng thí điểm tại địa phương này. Trung tâm Giống Thủy sản Hà Nội cũng đã liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu đầu ra cho sản phẩm tôm càng xanh. Và chúng tôi thấy rằng là cái tỷ lệ mà tôm càng xanh nuôi ở khu vực này là rất đồng đều, màu sắc tốt. Sau hơn 4 tháng thả nuôi, tỷ lệ sống của tôm càng xanh tại ao này đạt trên 80%. Kích cỡ trung bình mỗi con đạt 30 gram. Dự kiến năng suất khi thu hoạch đạt khoảng 1,2 đến 1,4 tấn một hecta. Theo cái giá thị trường và như bây giờ nó rơi vào khoảng độ 300 nghìn trên 1 kg. Mà trong khi đó thì nhà mình thì có dự kiến là thu vào khoảng 1 tấn. Thì trừ chi phí đi rồi thì tính theo cái 1 hecta thì nó rơi vào khoảng độ 200 trên 200 triệu. Việc đưa giống tôm càng xanh toàn đực vào nuôi thực tế, khắc phục hiện tượng giao phối tự nhiên, tạo ra kích cỡ tôm thu hoạch lớn hơn nên tăng giá bán và tăng sản lượng. Mặt khác, nuôi tôm càng xanh toàn đực giúp rút ngắn thời gian thu hồi vốn và góp phần đa dạng loài và mô hình nuôi, tăng thêm nguồn thu nhập cho người nuôi thủy sản tại địa phương. Dạ vâng, thưa quý vị, thưa bà con, tiếp tục chương trình sẽ là